giờ cái mà hồn chữ. Em Kiệt phát hiện trong tảng đá đây có một con cua rất là to luôn. Kiệt một cái mà má hồn luôn anh Kiệt. Kiệt cái giờ lúng một tay em. Gì? Cho anh nghĩ lan bông á. Ồ. Đấy, cua đồng. Cua đồng. Cua đồng chưa à? Trời ơi. Ừ, cua đồng này. Hai Pháp xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Pháp. Pháp xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một buổi tối thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Pháp xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn luôn ủng hộ kênh Thợ Lặn Biển của Pháp. Hôm nay thì ở quê hương chí công của Pháp lại được một ngày nước rút cạn á. Thì ngày hôm nay Pháp cùng với em Kiệt, em Đót và em Đan, em Nhô, mấy anh em Pháp sẽ đi làm, sẽ xuống bãi biển ở tại quê hương chí công của Pháp để bắt những con cua mắc cạn hoặc là những con cá mau ếch nha. Hiện tại thì giờ này nước cũng đã rút cạn rồi. Có thể thấy thì bãi cạn ở tại quê hương chí công của Pháp á, những cái bãi dạng đá như thế này nè, thì nó sẽ có những con cua cúm hoặc là những con cua đá xanh, cua lan bông và những con cá mau ếch đồ á cả nhà. Đó, hai con em Nhô nè, em Kiệt nè, em Đót kìa, em Đan nè, còn mấy đứa nhóc đây là bạn của em Nhô và em Đan đồ luôn á cả nhà. Tới cái hang này thì Pháp phát hiện được một con cua cúm này cả nhà. Đây. To bắt lên đi. Ô rồi rồi xíu nước kìa bố. Cua lông bông nữa. Pháp với em Kiệt được hai con này. Chờ đâu Nhô? Cua này. À lạnh. Nước này hơi khủng à. Nước này lạnh quá. Em Kiệt thì mò dưới tảng đá đây này cả nhà. Pháp thì gặp được trong hang á. Hôm nay đi thì cũng có em Nhô này. Anh em với em Kiệt các cả nhà. Được hai con rồi. Nước hiện tại là giờ này đang rút cạn lằn á cả nhà, nó chỉ rút cạn sát luôn. Hôm nay thì cũng là ngày 16 rồi. Gì vậy? Em kia mò đường con cá thi này cả nhà, cá thi xanh. Cá này mà về nướng mọi ăn ngon lắm. Con này thì cũng còn bé lắm cả nhà, Pháp thả lại ha. Em Kiệt phát hiện ra thêm một con cua nữa. Nó nằm ở trong cái hang sâu á cả nhà. Không biết là con cua gì đây. Lan bông hả em? Dự đoán luôn á hả? To không? Em Kiệt chỉ dùng hai bàn tay để mò thôi. Nó kịp đấy mà. Quá đỉnh. Kịp hả? Kịp kịp. Đâu được chưa kìa. Đưa đưa. Đó. Ồ, con cua lan bông. Xô xô em vô, đãi nó kịp. Ồ, con này to ha. Tính kịp em. Thả thả thả. Ừ, dữ à. Thả thả thả. Rồi đây này cả nhà. Cả nhà nhìn xem này, nó xì tiền, nó xì cái cạn ra, con này chắc á. Con này chắc nguội luôn. Kẹp em cái đó. Wow. Ồ. Dữ luôn. Kẹp một cái là xịt máu luôn á cả nhà. Được ba con rồi. Ồ, nó kẹp à. Đó. Tới chỗ này thì em Kiệt
phát hiện thêm một con nữa. Sâu kiệt. Được chưa? Dạ chưa. Đây cu lan bông ha. Đâu đâu. Đây này cả nhà. Wow, bỏ vô đi. Thì kiệt mò cu với lại cá giỏi lắm. Pháp thì đang cố gắng lần lần. Có cu nữa hả? Một cục đá đây mà nãy giờ em kiệt bắt được 3 con rồi. Đây một con cu lan bông nữa nè. Đó. Chạy. Thôi bỏ vô đi. Wow. Hay ta. Đây nè cả nhà, một con lan bông nữa, nãy giờ em chỉ bắt cua lan bông không thôi. Đó. Mình đến chặn rồi, kịp đâu này. Quanh quẩn chỗ đây thì em chỉ cũng bắt được 4 con rồi. Hay ta, mò sao kịp? Hai tay mò á. Có khi nó kịp con nào không kịp không. Hay ta. Đi mò như thế này á, mình cần phải có cái sự mạnh mẽ cả nhà, cũng như là dạn tay. Nhiều lúc thì mò vào thì có cái con cua nó kịp mình luôn á, nên phải dạn tay mới làm mò được nha. Nó kịp đi bên Pháp à. Cởi dáng em cho nó kịp, lấy nữa mình ăn nó lại. Wow, đó, cả nhà nhìn xem nó kịp nè, nó kịp em kịp đó. Thôi bỏ vô đi. Hay quá. Pháp phát hiện ra một con ốc mặt trăng này. Ốc mặt trăng thì nó nằm ở ngay chỗ đây này, chờ tắm da. Nước nó đánh á. Có một con ốc dâu này cả nhà. Đâu? Đây này, ốc mặt trăng này. Bà gái này. Chỗ này thì Pháp gặp một con rất là to luôn. Nó đang ngụy trang nè. Nhìn thì nếu mà qua mắt á, đi nhanh quá thì mình không có thể nào thấy nó được đâu. Mình đi chậm chậm mình mới thấy. Đây nè. Đó, con này to chà bá lửa luôn. Em kiệt phát hiện có một con cu diêu nó ở trong cái kỹ đá này nè cả nhà. Sâu không kiệt? Mình nắm lưỡi cạn quá. Gì ha? Dạ chưa? Chỗ đây thì cũng có một con này cả nhà. Đây nè. Con này bự. Con này thì nó nhỏ thôi. Đây nè. Đó. Con này nhỏ lắm, Pháp không bắt đâu. Con em to không kìa? Bự ha. Cua cúm á, thì nó nằm hang sâu lắm. Với lại thì nó nằm vô kỹ đá rất là cứng lắm. Phải có cây đủ sắt. Cây sắt mình cậy nó mới ra. Em Kiệt thì đang cậy. Nó nằm kỹ đá ha. Nằm khôn ha. Mấy con cúm nằm khôn mà ha. Được. Được chưa? Đây. Chắc ông làm luôn. Cúm này cả nhà. Đó. Cu này ở quê Pháp gọi là cu diêu. Bỏ vô em. Bên đây có con kiến này. Tới chỗ này thì Pháp phát hiện được một con vẹm xanh. Nó hay nằm những kỹ đá lắm. Đặc biệt là ở ngoài khơi xa, những cái hòn dạng xa thì nó nằm rất là nhiều lắm. Đây này, một con rất là to luôn. Cái con vẹm xanh này á cũng có chỗ người ta nuôi nha. Nói chung thì vẹm tự nhiên á
thì ăn nó mới là ngon. Còn mà nuôi thì ăn nó cũng không có béo bằng tự nhiên mà mấy anh em Pháp đi bắt ở dưới bờ biển quê hương của Pháp đâu. Con đây thì rất là to luôn. Nuôi còn con nữa không ạ? À đây một con nữa này. Này. Đây một con đây này cả nhà. Có thể nói thì nó nằm rất là kỹ luôn. Đó. Ui. Đây. Được hai con này. Nó kịp cái này em lằn dằn luôn á. To ấy. Ừ. Em nắm được cái càng đó là cái mình. Cái càng. Nó kịp à. Trong hòn đá này em kịp phát hiện có một con cua to cả nhà. Ơi. Khổ không? Cua đậu. Kịp hai ba cái không? Em nhắm cua gì? Lằn bông á. Lằn bông á. Lằn bông thì nó kẹp mạnh hơn. Đại chân cua đá bát xanh. Đây nè. Con cua đá xanh to luôn. Ồ con này. Con này nó kẹp nó khủng hơn nữa. Con này nó cũ kỹ luôn á. Mấy con gì nó mới cha anh phải. Mấy con này thì nhìn nó chắc là cũ kỹ luôn. Do nó ở dưới tảng đá này lâu quá cả nhà. Nên nhìn nó chắc nụi luôn. Ồ. Con này nó kịp thôi chứ. Đây này. Cua này thì ở quê Pháp gọi là cua đá xanh nha. Ồ. Rất là dữ, bỏ vô em. Tới chỗ này thì Pháp phát hiện có một con cua cúm này cả nhà. Nó nằm ở trong cái kỹ đá này nè. Đó, Pháp đã cậy ra rồi nè. Mấy con cua cúm thì nằm mình bắt nó cũng dễ dàng lắm. Đây. Một con cua cúm. Đây nè. Mở vô nhiêu. Gỡ đá đây có là anh Pháp ơi. Đâu? Gỡ mấy cục đá. Đá nhỏ ha. Tới chỗ này cả nhà thì Pháp phát hiện ra có một cái hang lòng bồng này. Cá mau ớt đó cả nhà. Đây nè. Ồ con này cái đầu nó ư đau. Chung cái mang của nó. Ừ con này nằm cứng thiệt. Nó bị nằm trong kỹ đá. Con này nằm rất là kỹ luôn. Rồi từ từ. Ui. Đây gần xong rồi. Dạ. À đau. Đây. Một con cá mau ớt nè cả nhà. Ở quê Pháp gọi là cá lòng bồng. Đó. Đã không? Cả nhà nhìn xem nghe nó kêu nè. Đó. Cua em kìa. To. Đây một con cua lang bông đó nè. À anh. Ừ nó kìa bạn. Đây nè. Em kìa bắt thêm một con cua lang bông nữa. Con loại cua này nó dữ lắm cả nhà. Nó kẹp đau lắm. Đúa này. Đây một con cua cúm nữa nè. Nó nằm ở dưới này. Em lùa chạy vô. Con máu xong là đây. Ừ, thả không? Tới chỗ này thì em kịp bắt được một con cua cúm nữa. Con này chắc lụi luôn. Bao giờ đấy? Giờ mấy anh em Pháp sẽ di chuyển qua bến Hòn Tàu luôn. Tới chỗ này thì Pháp phát hiện ra có một con ốc mặt trăng nó nằm nè. Nó nằm thì rất là kỹ luôn. Thường thì những con ốc á, nó nằm vào những cái kẽ đá cả nha. Đây. Đó, nó hay nằm vào kẽ đá lắm. Em kìa cờ đang phát hiện ra một con cá mau ếch rất là to luôn. To không? Khủng ạ. Đó đâu có cua đó. Đâu? Anh bắt không? Đâu để anh thử ấy. Sâu không? Đâu. Hả? Khủng cá à. Đâu? Sâu lắm luôn.
Ủa sao anh tập tay vô không được? Kẻ hay kẻ mỏi ra thêm ấy. Có gì đâu nữa mỏi, để em ơi cục đá này ra tôi thử. À nãy bự. To bự hơn. Ừ. Đưa đuôi sát ai? Con này thì nó nằm vào cái kỹ đá cả nhà. Hồi nãy là nó lắp hang á Kiệt. Lắp em, hang nó còn em nó xíu à. Em Kiệt nói là thấy giống hai đồng bồng mấy bự ra luôn. Gì ha? Để cho cái con này để cho em Kiệt bắt đi. Tại vì nó nằm rất là khó cả nhà. Dạ dạ dạ. Cái hang nó sâu quá cả nhà. Với lại hang nó hẹp nữa. Mấy con cá đồng bồng thì nó nằm cũng khôn lắm. Đây một con này. Đây này gai, tá tá. Đây này. Cuối cùng thì cũng đã ra rồi này. Đó nó kêu ột ột đó. Cá này mà vừa tao dầu nấu canh chua hoặc là kaji á ăn rất là ngon nha. Thịt của nó như là thịt gà ấy. Bỏ vô đâu đâu. Nhớ không? Đồ đi ra bao à. À đồ vào bao. Đồ vào bao. Tới chỗ này thì Pháp gặp được một con lòng bồng này cả nhà. Ồ con này nó kêu rất là to luôn này. Kìa bác, kìa kìa. Cái này chắc phải lấy cây thọc của em à. Kìa này. Lấy cây thọc của em. Lấy cây thọc nó ra, thọc tay vô, chụp được cái đuôi à. Con này nó kêu gian luôn chợ. Ừ. Già chưa? Đây. Đây đây. Đây này cá nha. Đó. Cá này mà về ăn là hết cơm luôn á. Bỏ vô nhô. Em nhô phát hiện có một con cua cúm này. Chạy ra bắt em. To. U to ý. Nó nằm trong hang sâu ha. À, một chừng còn cao. Một cây nữa. Một chừng còn cao. Có biến gì không? Cứng nhỉ? Dạ. Đây. Đấy con dưa nằm đó. Dạ chưa kịp. Ồ kịp luôn à. Đây đây đây. Kì kì kì. Đây em kì bắt được một con cua cúm nữa này cả nhà. Nó nằm trong cái hang sâu luôn. Hai con luôn hả? Bỏ vô nhô nhô. To đâu đâu. Nằm gió xe. À. Dễ dàng ấy. Đây. Đây á. Để trên. Đây. Con cái này. Đó. Em Kiệt gặp một con cá mau ếch nữa nó nằm ở trong cái cục đá đây này cả nhà. Cá đây bữa nay mình bắt à. Cũng lâu rồi hai anh em mình mới đi mò lại ha. Hơn một tháng rồi. Tháng mấy quá. Em nhô bắt được một con sò. Sò đây thì quê Pháp gọi là con sò quắn á cả nhà. Gọi là con sò dẻo. Con này thì ăn như con sò huyết vậy. Ăn ngon lắm. Đây. Cuối cùng thì con cá lòng bồng nó cũng đã ra rồi này cả nhà. Đó. Bỏ vô em nhô. Kiếm chụp con về Mấy cái bãi cạn này thì Pháp cùng với em Kiệt á thường hay đi mò cua lắm. Mò cua với mò cá cả nhà.
tiếp tục là một con cá mau ếch nó nằm trong tảng đá đây nữa này cả nhà. À đây anh, đây đây một con nữa này đó. Cứ dọc dọc ở đây thì hay có cá lòng bồng nó ở lắm. Coi cho em vô. Pháp gặp một con ốc đắng này. Có ốc đỏ này cả nhà. Ồ ốc càng. Có ốc không. Anh em nêu lại. Về bán cho mú. Đi. Đây là những cái neo đổi thúng á cả nhà. Pháp chỉ đùa xíu vui thôi. Trong bờ mà cũng có những cái sọt đá của góc trà này cả nhà. Đây là những cái vỏ bánh xe Pháp thường đi hay lặn ở tại những góc trà. Thì người dân thường hay bỏ những hòn đá như thế này này, sẽ làm thành một cái sọt đá cho những con cá trình hoặc là những cá mú đồ á. Nó sẽ ở trong đây nè. Còn ở đây thì người dân ở sát bậc biển á, nên làm để trụ lại những cái bờ kìa như thế này cho nó chắc á. Sóng nó đánh ra đánh vô á, cho nó khỏi vỡ á cả nhà. Đây một con cua cúm nè. Ở bên đây mà có cua diêu ha. Dạ có sạch tăng luôn á. Đó. Ồ. Đây 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 đưa vô. Một con cua diêu này. Cua cúm này. Cua gì? Đúng không? Đúng không? Con cua cúm này. Nhô nhô nhô. Đù hai con cua cúm. Bây giờ thì mấy anh em Pháp bắt cũng được nhiều à. Được một mớ á cả nhà. Giờ anh em Pháp sẽ đảo qua bãi cạn bên kia luôn. Bãi cạn bên đó luôn. Mọi người mới sẽ thích à? Em kia cờ phát hiện có một con cua ở trong cái tảng đá đây nè cả nhà. Giờ em Kiệt sẽ dùng cây đũa sắt á để cậy nó ra. Đây một con cua cúm nữa nè. Sò tổ. Sò này thì mấy tháng trước thì Pháp có ra đảo Phú Quốc lặn á, thì ở ngoài đảo Phú Quốc gọi là con sò tổ. Rất là, con này thì nó có thể rất là to lớn hơn nữa luôn. Con này thì ăn cũng được rồi, bắt luôn. Sống rồi mình đó. Sống nha. Trứng mực ăn đó. Ở đâu vậy, nó nằm đâu vậy? Nằm trong ốc ấy. Trứng mực này. Trong bờ mà cũng có mực đẻ nữa này cả nhà. Ủa. Tâu sở hoài xã tâu vô. Sở tâu vô ha. Thôi để lại cho nó đẻ đi. Em Kiệt phát hiện ra thêm một con cá lòng bồng nữa. Đây, con này to ha. Đây. Cả nhà nhìn nghe cái tiếng của nó này. Đó. Hộp 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 hộp. Vô. Pháp phát hiện ra ở tại cái hang này có một con cá lòng bồng nữa này. Rồi rồi. Pháp chụp được cái đầu nó rồi. Ui, đau. Cái mang của nó á, kẹp cái tay vô cái mang á cả nhà, nên cái mang của nó có gai rồi. Pháp cũng đã lâu ra này. Đây này u. Hả? Đó. To không? Đó. Đâu? Chạy mà. À đó 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 đó. Đây này. Con cua cúm nữa này. Chút. Gì vậy? Cúm ăn. Đây một con cúm nữa này mà con này nhỏ quá. Con này thả kìa, à, đó đây, nhỏ mà. To không em? Em đó phát hiện trong tảng đá đây có con cúm này. Đây. Chạy á bưởi.
đây nè. Tới chỗ này thì em kịp phát hiện trong tảng đá đây có một con cá lòng bọng nữa nè. Ồ cái háng sâu em kìa. Lúc tay luôn. Bư đất cha. Thường thì những con lòng cá màu ớt á, nó nằm trong hang, nó sẽ bịt cái hang nó lại, coi như là nó ngủ đông luôn á cả nhà. Nhiều lúc Pháp về làm con cá da, thấy sỏi với đá trong bụng nó nhiều lắm. Pháp không hiểu sao thì nó ăn những cái loại sỏi đá nhiều ghê luôn á. Được. Chào chị. Đây. Cuối cùng thì cũng đã da rồi nè. Hôm nay về ôm một chảo ăn ha. Đây. Vô. Em kìa phát hiện trong tảng đá đây có một con cua rất là to luôn. Kìa một cái mà má hồn luôn anh kìa. Kìa giờ lúng một tay. Gì? Cho anh nghĩ lan bông á. Kịp đâu? Kịp đâu? Kịp đâu? Chụp được chưa? Kịp đâu tay không? Ừ. Đâu đi ba hả? Để coi thử đi. Từ nào đi được đi, còn đi không được thôi không sao. Không. Em Kiệt đang dằn co với nó nè. Cua bự, cua kẹp cá mắc khổ á. Chắc cua đã lèn bông quá. Lèn bông á, lèn bông nó kẹp dữ á. Rồi hết rồi, nó có bò. Ừ, bên nó vắng rồi. Còn có vàng người rồi. Ồ, đấy cua đồng. Cua đồng. Cua đồng chưa à? Trời ơi. Ừ, cua đồng này. Ừ, cua đồng, cua đồng chắc. Cua đồng biển này cả nhà. Là đầu tiên thấy ổng bờ quá. Là đầu tiên thấy mình á. Đâu? Qua giới hiếu viên con bự. Con đồng không á? Không, ở đâu vậy? Ốp sơ bơ. Chắc hôm qua con đi mà to hơn con này mà ốp anh Pháp à. Ừ. Kẹp đâu? Ủa nó dữ lắm. Sao nó ấy gì? Sao nó bấm gãy hại càng luôn. Wow. Cua đồng biển này cả nhà. Nhìn cái màu của nó này. Bờ mình cũng có nữa. Có chứ. Đó. Màu xanh đẹp không? Ừ, màu nó đẹp lắm. Ủa vô. Không, cái hôm qua to hơn con này mà bị to luôn à. Ốp à. Sợ luôn. Em kìa bắt đừng con nha cớp này cả nhà. Em mới thấy lại á. Lâu hả? Con nha này thì có nơi gọi là con nha cấp á. Con này ăn thì rất là ngon luôn. Ăn thịt nhiều lắm. Với lại gạch nhiều nữa. Con này thì đặc biệt là nó nằm ở những cái tảng đá mà thường có hay sóng á. Đánh da đánh vào á. Nên nó có oxy nó mới sống. Đi chiều giờ thì mấy niệm Pháp cũng được một mớ cua quấy cá này. Đó, u nó chạy à. Nhà cướp nó chạy à. Đây nè. Cua cúm nè. Được một mớ. Nhiều đây thì mấy niệm Pháp cũng đủ luộc rồi. Cá thì giờ cua lăng bông với lại cua cúm thì nhiều quá cả nhà. Đây nè. Có viễm xanh nữa. Đây, con cua lăng bông rất là to luôn này. Giờ này thì cũng đã sập tối luôn rồi. Bộ ốc, ốc với lại ấy nữa. 6-8 con bông. 8 con đủ á, đủ cháo á. Được 8 con cá lăng bông này. Giờ con cua làm đi đâu? Video một ngày bắt cua cùng với em Dot, em Kiệt và em Nhô, em Dan thì cũng xin tạm dừng kết thúc tại đây nha. Pháp rất mong quý cô chú anh chị và các bạn đăng ký kênh và like chia sẻ để ủng hộ mấy anh em Pháp. Quý cô chú anh chị mà có yêu mến về chủ đề bắt cua mò cá như thế này thì Pháp rất mong quý cô chú anh chị để lại bình luận cho Pháp để Pháp biết Pháp sẽ cố gắng dành thời gian. Khi nào nước rút cạn thì Pháp sẽ làm những video như thế này nha. Pháp chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video ủng hộ Pháp. Và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị video tiếp theo ha. Bye bye, bye.